Nữ thạc sĩ lên tiếng về tin là vợ cũ của Ngô Diệp Phàm. Joanna Chen có thông tin cá nhân trùng khớp với dữ liệu truyền thông đăng tải về vợ của Ngô Diệp Phàm. Năm 2019, cô và ca sĩ từng vướng tin tình ái. Ngày 21 tháng 8, QQ đưa tin hot girl Joanna Chen phủ nhận cô là vợ cũ của Ngô Diệp Phàm. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết họ từng gặp nhau vài lần thông qua bạn chung, nhưng không có quan hệ tình cảm. Có người nói tôi thật may vì đã chia tay Ngô Diệp Phàm, nhưng đó chỉ là tin đồn. Tôi từng cùng anh ta vui chơi ở bar, song giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức quen biết cùng uống rượu, khiêu vũ. Về sau cũng không có liên hệ gì đặc biệt, tôi không phải hôn thê hay vợ của anh ta, Joanna Chen cho biết. Theo QQ, Joanna Chen là hot girl nổi tiếng mạng xã hội. Cô có gia cảnh giàu có, được gia đình cho đi du học nước ngoài khi lên trung học cơ sở. Người đẹp cao 1,8m, nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Joanna Chen tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và vừa lấy được bằng thạc sĩ ở Đại học Bắc Kinh còn gọi là Bắc Đại vào tháng 6. Người đẹp từng làm thực tập sinh ở Đài ICU. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, bảo vệ động vật và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khó khăn. Theo Sina, năm 2019, Joanna Chen vướng tin hẹn hò Ngô Diệp Phàm. Họ cùng đi leo núi với bạn bè ở Mỹ. Tháng 5, khi tin tức ca sĩ thần tượng qua lại với Trần Tử Di lan truyền trên mạng, người đẹp từng có dòng trạng thái được cho là ủng hộ giọng ca Lai Đát, lợi dụng đời tư của người khác để tăng truy cập là hành động xấu xa. Thời điểm đó, Ngô Diệp Phàm lên án mạnh mẽ hành vi xâm phạm quyền riêng tư, đâm đơn kiện rạp phim do nhân viên trích xuất video từ camera giám sát bất hợp pháp rồi đăng tải ảnh hẹn hò của anh lên mạng. Thông tin cá nhân của Joanna Chen trùng khớp với dữ liệu được truyền thông đăng tải về người vợ bí mật của sao nam. Ngày 19 tháng 8, Daven thông tin Ngô Diệp Phàm đã kết hôn và có con 2 tuổi. Anh là ngôi sao được khán giả nêu tên thông qua những cụm từ quốc tịch Canada vừa vào từ trong bài đăng. Theo QQ, nguồn tin tiết lộ thêm, nhà gái là hàng tuyển của mẹ Ngô Diệp Phàm, có xuất thân danh giá và tài sắc vẹn toàn. Cô gái này tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, sau đó theo học thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Con của ngôi sao hóa ra anh vẫn ở đây chào đời vào khoảng cuối 2018, đầu 2019 nhờ phương pháp đẻ thuê. Hiện, phía nam ca sĩ sinh năm 1990 chưa đưa ra phản hồi. Ngô Diệp Phàm đã bị bắt giữ hơn 2 tuần, anh bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ.